Vâng, thưa các anh chị, đối với học sinh trung học phổ thông thì có 7 cái nền tảng mà học sinh cần phải nắm được và được chia làm 3 cái module. Module thứ nhất là hiểu về chính bản thể con người mình. Module thứ hai là kết nối được vào cuộc sống, vì học nó chỉ là phương tiện và cuộc sống mà mang cái kiến thức để ứng dụng vào cuộc sống nó mới là vấn đề lớn nhất, và cái đấy nó gọi là trí tuệ. Vậy làm thế nào mà hiểu được bản thể của mình, hiểu được cuộc sống, nhưng kết nối từ bản thể của mình sang cuộc sống để nhận được đời sống hạnh phúc, thì đấy là một vấn đề. Và sau đó từ hiểu mình, hiểu cuộc sống thì bắt đầu với make toàn bộ cái lộ trình phát triển tương lai, tức là xây dựng toàn bộ cái lộ trình phát triển tương lai ngay từ khi con mình còn học cấp 3, bắt đầu vào lớp 10. Và trong đó hiểu về bản thể mình thì một là bắt buộc phải có cái bên trong của mình, phải có cái kiến thức trung học phổ thông. Nói gì thì nói, hiểu biết về cuộc sống, quy luật tự nhiên đến đâu thì tự nhiên, nhưng mà bắt đầu vẫn phải đảm bảo được là phải tốt nghiệp trung học phổ thông đã, cho nên phải có kiến thức trung học phổ thông. Yếu tố thứ hai là hiểu biết về con người mình. Yếu tố thứ ba là hiểu biết về làm người. Vậy hiểu biết về con người của mình là hiện tại, và hiểu biết về làm người tức là hình dung thế nào là người tử tế. Đấy. Và nếu biết được cái hiện tại, biết được cái đích đến và chuẩn bị cái hành trang trong hiện tại này, thì cuối cùng nó ra cuộc sống thì nó phải áp dụng được vào cuộc sống. Thì có module thứ tư là nhận diện và ứng xử với con người. Và vấn đề lớn nhất hiện nay là nếu một đứa trẻ nó giàu sang thì nó gặp con nhà nghèo thì nó sẽ khinh. Nhưng mà đứa con nhà nghèo mà gặp đứa con nhà giàu thì là tự ti. Vậy làm thế nào để nó nhận diện ra nó, nhưng khi gặp một người ở đối diện bên ngoài thì nó nhận diện ra và nó chọn cách ứng xử. Tức là con nhà giàu không khinh con nhà nghèo, mà con nhà nghèo cũng không đến mức độ tự ti mà vẫn sống hòa đồng được. Cái điều đó rất là quan trọng trong trường học, môi trường trường học. Và sau đó là nếu biết ứng xử rồi thì module thứ 5 phải hiểu được tài chính trong cuộc sống. Trẻ con Việt Nam bây giờ gần như không được dạy về tiền bạc, và cha mẹ cũng cố gắng tránh cho con đụng đến tiền bạc. Nhưng nên nhớ rằng trong cuộc đời này, cuối cùng cái gì chúng ta cũng bị mắc mớ vào tiền bạc hết. Đi làm một việc cũng liên quan đến ngày công, đi học thì cũng liên quan đến học phí, ra ngoài đời đi làm cũng liên quan đến lương, và nếu làm trong doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp thì cũng liên quan đến tài chính. Cái gì cũng liên quan đến tài chính mà lại không được trang bị kiến thức tài chính. Cũng giống như này, ai cũng sinh ra con nhưng lại không được trang bị về kiến thức dạy con, và chúng ta đã bỏ hỏng một cái thứ mà rất là quan trọng trong cuộc đời. Thì cái này các cháu nó phải hiểu về tài chính trong cuộc sống. Và cái thứ sáu nó là quy luật tự nhiên kinh tế và xã hội. Thì cái này cháu nó phải hiểu được sáu cái này, và thêm biết được sáu cái này thì bắt đầu từ đó biết rõ cái lộ trình phát triển sự nghiệp của mình. Như vậy nó có 7 module. Vậy thì từng module một cụ thể như thế nào thì Tuấn sẽ giới thiệu sơ lược 7 module này. Và có nghĩa là cái việc này là chúng ta phải làm cho con trong suốt hành trình 3 năm học trung học phổ thông. Còn cái bài mà Tuấn giới thiệu này chỉ là giới thiệu để cho các anh chị hiểu được là cái giá trị mà từng cái module này nó tạo ra cuộc đời cho trẻ như thế nào, để chúng ta biết, để chúng ta định hướng chọn trường cho con và phối hợp cùng với nhà trường để đồng hành cùng con để tạo ra 7 cái giá trị nền tảng trong tương lai cho con. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về từng cái module một. Kiến thức trung học phổ thông thì không phải bàn nữa. Thì bây giờ chúng ta sang là, vậy thì hiểu biết về con người mình là hiểu biết về cái gì? Hiểu biết về làm người là hiểu biết về cái gì? Tuấn sẽ nói hai module này trong cái video tiếp theo. Mời các anh chị.